của các trường đại học. Nêu quan điểm đổi tên học phí thành giá dịch vụ đào tạo là đúng, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng hiện chúng ta đang thu học phí, mà học phí thì phải theo luật phí và lệ phí. Phí này là do nhà nước ấn định và các cơ sở giáo dục không được quyền ấn định chi phí tùy theo chất lượng chương trình đào tạo. Vì vậy, việc quy định như trên theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí một cách hợp lý sẽ cởi trói cho đào tạo đại học, tạo sự bứt phá về chất lượng đào tạo. Khi mà chúng ta không đưa cái học phí hiện nay ấy, thành cái gọi là giá dịch vụ đào tạo, mà chúng ta cứ thu theo cái khung phí và lệ phí, thì nó sẽ không khuyến khích các trường đưa ra các cái sản phẩm đào tạo có chất lượng cao. Và bản thân người học người ta mong muốn như thế. Rất nhiều người học mong muốn là phải đọc sao chất lượng cao, có thể chi phí nhiều một chút, nhưng mà người ta học được nhiều thứ và thực sự người ta ra người ta sẽ phát huy được rất tốt cái năng lực. Thì tốt hơn nhiều lần là người ta cứ phải học một cái chương trình đóng phí thấp nhưng mà không đầy đủ các cái điều kiện học tập. Để tránh sự hiểu lầm, không nảy sinh câu chuyện thu giá trong giáo dục, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị dự thảo luật cần quy định thêm để làm rõ ý là các cơ sở giáo dục đào tạo được quyền thu học phí trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo. Giải trình làm rõ thêm về vấn đề đang gây nhiều ý kiến trái chiều, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, điều 105 trong dự thảo luật vẫn quy định rõ về học phí. Việc quy định như trên không phải là đổi tên như trạm thu phí thành trạm thu giá, mà là thực hiện theo luật. Đây là hai vấn đề khác nhau với nội hàm khác nhau. Luật Giáo dục 2018. Giá dịch vụ ở đây được hiểu là những chi phí tính đúng tính đủ mà một cơ sở đào tạo cần phải có để cung cấp một cái đào tạo. Thế thì trong cái luật giáo dục đại học thêm một điều gọi là giá dịch vụ để phù hợp với lại cái chính tính đúng tính đủ mà theo luật giá. Chứ còn trong giáo dục thì vẫn gọi là học phí, chứ không hiểu là giá dịch vụ có nghĩa là thương mại hóa, không phải. Đây là cái chi phí theo luật giá quy định để làm sao các cơ sở giáo dục đại học công lập được tính toán một cách minh bạch các cái chi phí để tính đó. Hiện cơ quan thẩm tra dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học vẫn không nhất trí việc thay thuật ngữ học phí bằng giá dịch vụ đào tạo. Dự luật này sẽ tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp toàn thể vào ngày 12 tháng 6 và chưa biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.